Một bé gái 9 tuổi ở Pakistan đang trải qua những năm tháng tuổi thơ vất vả khi phần cổ của cô bé bị gập nghiêng hẳn sang một bên. Cô bé phải sống trong sự kỳ thị của dân làng bởi ai nhìn thấy em thì cũng cảm thấy sợ. Ashin Kumba, 9 tuổi, sống tại Mithi thuộc tỉnh Sindh, phía nam Pakistan, mang một dạng rối loạn cơ hiếm gặp khiến đầu của cô bé gập hẳn sang một bên. Ashin không thể tự đứng lên, đi bộ bình thường và thường xuyên phải ngồi một chỗ. Căn bệnh khiến cô bé gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và sinh hoạt. Em không thể tự ăn và cần có người giúp đỡ trong hầu hết nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng buồn là cô bé bị những người xung quanh kỳ thị và cô lập. Những đứa trẻ luôn tỏ ra sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Asin, trong khi nhiều người lớn cho rằng cô bé bị nguyền rủa. Asin không được đến trường, vui chơi như những đứa trẻ cùng trang lứa và những người bạn duy nhất của cô bé chính là 6 anh chị em trong gia đình. Cha mẹ của Asin cho biết họ đã đưa cô bé đến gặp bác sĩ ở địa phương, nhưng không ai có thể xác định chính xác nguyên nhân và cách điều trị. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, nên Asin không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu tại các bệnh viện lớn. Thay vì đưa con đến bệnh viện, họ đã đưa cô bé đến nhà một thầy cúng trong vùng để chữa trị nhưng không có kết quả. Hiện tại, nguồn thu nhập chính của cả gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của người con trai cả, Mohammad Yakub, 25 tuổi, đang làm thuê tại một cửa hàng với mức lương khoảng 250 đô la Mỹ một tháng, tức khoảng 6 triệu đồng. Cha mẹ của Absin đang yêu cầu sự giúp đỡ từ chính phủ Pakistan.